đi ôn nắng nước say tay. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, bước lên đây buồn Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang dồn dập xa xa, tiếng gào thiên tha, từng lời chính khi đưa âm hồn tiếng khét hoang dầm dầm tiếng xuống xa trường xa. Hồn say khi máu sương rơi tràn ngập tiền thu. Việt Nam đi hôn nó nước xây tay. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang mối thù tiền thu. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam. Việt Nam đi hôn nắng nước xây thành. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, bước lên đây hồn Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang dồn dập xa xa, tiếng gào thiên hạ, từng người chính khi đưa một tiếng thét hoa dầm dầm tiếng xuống xa trường xa. Hồn say khi máu sương rơi tràn ngập tiền thu, hoan thù khắp nơi, từng mùi lâm cuốn rơi, từng ngọn thép sáng ngời, một đường kiếm thép hoài vùng đường. Này bao hùng binh tiến lên bờ cõi vang lên câu quyết chiến, niềm theo tiếng súng đi tung hoài. Quân Việt Nam đi hôn non nước xây thành. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang mối thù tiền thu. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam. Forever.
Military Veteran Peer Network. Military Veteran Peer Network is an affiliation of service members, veterans, and families. Entry number 15, American Support Team Texas. Support of the annual Texas Panhandle Flight. During World War II, Korea, Vietnam veterans in Washington, D.C., the citizens of Texas Memorial. The host of Army Corps of Ukraine Active in 2007. Share box and fish. And our song for the Spanish share box is filled with beer. This land was made for you and me. Would you like to say the sun was shining and I was born. Entry number 16, Army Division Living History Group, Van Roll, represents Section 6. Entry number 17, Hope Lives Here is a nonprofit organization, and we work with homeless and five motorcycle groups in the city from Amarillo, Texas. We are made up of members of the men's and ladies' auxiliaries, as well as veterans and foreign wars. Our mission is to support our vets and all friends. Thank you.
The president of the United States, 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 the